6 lý do tuyệt vời khiến bạn phải thức dậy lúc 6 giờ sáng. Những người thức dậy sớm thường có một cuộc sống rất tuyệt vời. Blogger Ayosa Aya đã thức dậy sớm trong suốt 2 năm và anh ấy đã khẳng định rằng chính thói quen này đã làm thay đổi cuộc sống của mình. Sau đây là 6 lý do mà Ayosa cho rằng bạn nên thức dậy sớm. 1. Có thêm thời gian để khám phá bản thân. Con người thường không thể đạt được những mục tiêu của mình vì thiếu sự tập trung và không đủ thời gian suy nghĩ về nó. Như các bạn đã biết, bộ não của mỗi người làm việc tốt nhất vào ban ngày. Vì vậy, hãy tận dụng khoảng thời gian này để tập kiểm soát cuộc sống và đừng để cảm xúc chi phối bản thân. 2. Dành thời gian để lên kế hoạch trong ngày. Người ta thường nói con chim dậy sớm sẽ bắt được nhiều sâu. Nếu bạn lên kế hoạch càng sớm thì bạn sẽ có thêm nhiều thời gian để thực hiện nó. Nhưng mọi kế hoạch sẽ trở thành vô ích nếu đến giữa ngày bạn mới làm nó. Bởi vì đó là lúc bộ não của bạn đã bắt đầu mệt mỏi và chỉ nghĩ đến việc được nghỉ ngơi. 3. Buổi sáng là thời gian lý tưởng cho việc tập luyện cơ thể. Có rất nhiều người than phiền rằng mỗi sáng họ luôn vội vã chạy đến cơ quan làm việc và không có đủ thời gian để lo cho gia đình và chăm sóc bản thân. Nhưng nếu bạn thức dậy lúc 6 giờ, bạn sẽ có thêm thời gian để vận động cơ thể trước khi làm việc. Khi bạn thực hiện các bài tập vào buổi sáng, nó sẽ đem lại rất nhiều hiệu quả như xương khớp được vận động, giảm các cơn đau nhức, hay lượng mỡ thừa dần được đốt cháy trong suốt quá trình tập luyện. Khi cơ thể khỏe khoắn, tinh thần của bạn cũng cảm thấy hưng phấn khi làm bất cứ công việc gì. 4. Có thời gian để thưởng thức bữa ăn sáng. Như chúng ta đều biết, bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Nếu bạn thức dậy sớm, bạn sẽ có thời gian để thưởng thức nó. Theo một nghiên cứu của John Hopkins Bloomberg của Trường Sức Khỏe Cộng Đồng, thì thói quen ăn đầy đủ các bữa sáng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng và đem đến những hiệu quả tích cực cho sức khỏe của bạn. Cũng giống như một chiếc xe hơi cần có xăng để chạy thì cơ thể bạn cũng cần các dưỡng chất từ các bữa ăn để làm việc, đặc biệt là bữa ăn sáng. 5. Thức dậy sớm là điều mà những người thành công đều làm. Jack Dorsey, người sáng lập trang Twitter, bắt đầu ngày mới của anh ấy vào lúc 5 giờ 30 sáng. Jack đã dành khoảng thời gian trước khi làm việc để suy nghĩ, lên kế hoạch cho mọi việc và chạy bộ 10 km. Tim Cook, tổng giám đốc của hãng Apple, bắt đầu trả lời email của các đối tác vào lúc 4 giờ 30 sáng. Richard Branson, người thành lập tập đoàn Virgin, đã trả lời phỏng vấn của hội doanh nhân và cho biết anh luôn thức dậy vào lúc 5 giờ 45 để làm việc. Đầu tiên anh làm việc với chiếc máy tính của mình rồi sau đó mới ăn sáng. 6. Có thời gian để đi trước mọi người. Theo một chương trình của các nhà nghiên cứu, thói quen thức dậy sớm có thể giúp bạn khơi dậy khả năng sáng tạo. Thậm chí điều này sẽ giúp bạn có thêm tự tin trong công việc, bởi vì trong khi bạn đang làm việc thì những người khác còn đang ngủ. Nhiều người đã học cách giải quyết mọi vấn đề mà họ không hài lòng nhất trước 8 giờ sáng. Thói quen này giúp họ giảm thiểu căng thẳng, lo lắng và họ có thể thoải mái làm việc suốt cả ngày. Vì vậy, bạn nên thức dậy sớm để làm việc, vì mỗi giờ làm việc vào buổi sáng sẽ đem lại hiệu quả gấp 3 lần so với những khoảng thời gian sau của ngày. Nếu tập thức dậy sớm mỗi ngày, bạn sẽ có thêm 17 giờ 30 phút mỗi tuần, 70 giờ mỗi tháng và 840 giờ mỗi năm trong quỹ thời gian sống của mình.